Ruby sao nha mọi người. Sao 6 cánh đều rắc. Có những cái lớp cầu rôm này, nó hình hình vuông vuông. Hình vuông vuông hình lục 2 4 5 2 4 6, hình lục giác kia là lớp cầu rôm. Còn ánh sao là hiệu ứng quang học. Hiệu ứng quang học mọi người. Ánh sao. Sao rất là đẹp ha. Sao 6 cạnh, sao đều. Một viên duy nhất à. Rất là đẹp ha. Đây là mặt sau của nó này. Hàng tự nhiên thì có một cái vít này.